Sự việc đạo diễn Đặng Quốc Việt, 46 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh cầu cứu một số cơ quan chức năng việc bị công an thành phố Cần Thơ bắt giữ. Đánh đập phải nhập viện điều trị tại khoa ngoại lồng ngực, bệnh viện Chợ Giấy đã khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên, một vị lãnh đạo công an quận Ninh Kiều khẳng định những thông tin xôn xao trên mạng hoàn toàn không đúng sự thật, không phản ánh đúng diễn biến sự việc đã xảy ra. Phía công an không có ai nổ súng, đánh đập hay còng tay ông Việt. Cụ thể, hơn 11 giờ ngày 9 tháng 11, một tổ công tác thuộc công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đang tuần tra thì phát hiện Phan Trung Tính chở ông Việt ở khu vực cầu Quang Trung. Thấy Tính có nghi vấn tàng trữ chất cấm, lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra. Lúc này, ông Việt ngồi phía sau bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy, tay cầm cây gậy ba khúc, các anh em buộc phải đuổi theo giữ lại để đưa cả hai về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra, chúng tôi khẳng định ông Tính có tàng trữ một lượng cần sa khô. Qua kết quả xét nghiệm cho thấy ông Việt dương tính với ma túy, lãnh đạo công an quận Ninh Kiều cho biết trên báo chí Thức Trẻ. Liên quan đến việc kết quả xét nghiệm cho thấy ông Việt dương tính với ma túy, vị đạo diễn này đã lên tiếng xác nhận, tuy nhiên ông Việt khẳng định bản thân không hút cần sa. Số cần sa công an thu giữ được là của tài xế tôi thuê, Phan Trung Tính phóng viên. Mà do tài xế hút nên ông ngồi phía sau đã hít phải một cách thụ động. Tôi không hút cần sa trong lúc đang làm việc, dù lúc ấy bộ phim 12H có nội dung về ma túy. Tài xế đó hút, khói tỏa ra, tôi ngồi phía sau hít phải một cách thụ động, nên khi kiểm tra, dương tính với cần sa, ông Việt khẳng định trên báo Vietnamnet. Trước những lời khẳng định của đạo diễn Đặng Quốc Việt, sáng 14/11, chia sẻ trên báo Người Lao Động, đại tá Trần Văn Sáu, trưởng công an quận Ninh Kiều, khẳng định việc vị đạo diễn cho rằng không sử dụng cần sa mà chỉ hít thụ động từ người chạy xe ôm mà dương tính là không đúng. Nếu không dùng cần sa thì chắc chắn kết quả kiểm tra không thể nào dương tính, đại tá Sáu khẳng định. Bên cạnh đó, ông Việt khẳng định việc bị công an Cần Thơ bắt, đánh đập vô cớ là có thật. Ông Việt cũng cho rằng do có tiền sử bệnh tim, nên khi trải qua sự việc ở Cần Thơ khiến tim ông bị thắt, đau, vai trái bị trật khớp, không thể giơ tay cao, vai phải co vết chảy xước, lưng bị đau do công an đánh. Trước đó, trên Facebook có nickname Viết Quốc Giang, một người xưng tên là Đặng Quốc Việt đăng một đơn gửi các báo, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung đơn thì ngày 9 tháng 11, ông Việt đến Cần Thơ thuê xe ôm đi chụp ảnh, đến cầu Quang Trung bị công an áp sát. Sau một hồi giằng co, ông Việt bị đè xuống đất và bị còng tay đưa về trụ sở công an làm việc. Trên đường đi, ông Việt có nói mất tài sản gồm mắt kính trị giá 600 đô la Mỹ, 150 triệu đồng, 300 đô la Mỹ và yêu cầu cho quay lại để tìm nhưng không được giải quyết. Lúc bị đưa về trụ sở, ông Việt tố công an đã chửi bới, đánh đập mình và bị còng tay. Tuy nhiên, qua xác minh của công an quận Ninh Kiều, những gì ông Việt đăng tải là không chính xác.